Xin chào các bạn đã quay trở lại với lại gia đình Bibimbap cùng với những bắp bắp thân yêu. Ngày hôm nay bắp sẽ ăn cái mì này. Đây mình sẽ ăn cái mì này nha các bạn. Mì này là bắp mua hả, 3 đồng mấy 4 đồng luôn, không biết nó có ngon hay không mà nó mắc ơi là mắc luôn á các bạn. Tại vì một cái tô phở thì cũng 6-7 đồng rồi, mà tô mì này 4 đồng. Bây giờ thì bắp sẽ quay ở bên trong tô mì cho các bạn coi nhé. Bắp để vô đây nước, không biết nó có bị mặn không, nhưng mà chắc là bị mặn rồi. Nếu mà mặn thì bắp sẽ thêm nước nước sôi vô. Để bắp ăn thử cái mì rồi sau đó mình sẽ nói chuyện nha. Thử cái mì coi. Hơi mặn. Bắp nghĩ nó sẽ mặn rồi, là mặn nhưng mà nó hơi mặn thôi các bạn. Bắp sẽ lấy một ít nước sôi vô trong đây và lấy thêm một ít ớt nữa. Bắp lấy hai trái ớt, một cái để cắm, còn một trái thì mình sẽ cắt ra mà mình bỏ vào trong cái mì này. Ngày hôm qua đi ăn tôm hùm các kiểu he, ngày hôm nay ăn mì gói sấp mặt. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó. Nói chứ sáng giờ bắp không có thèm gì chơi các bạn, cái tự nhiên thấy ra cái gói mì này mua lâu rồi không có ăn. Thôi lấy ra ăn luôn, xong rồi sẵn mình quay video lại mình nói chuyện với các bạn nè. Ui, như đây mì sao mà ăn hết. Và ăn thử cái sợi mì coi nó sao nha. Sợi mì này chín bở quá, nó không có dai dai nhưng mà ăn cũng được, không ngon. Mì là mì bò, cái nước sốt ăn được mà sợi mì nó hơi bở. Cột cái tóc lên như bà già vậy để cho gọn, ăn cho không có bị không có bị ấy vào trong đồ ăn. Mỗi lần ăn là bắp có thói quen là sẽ cột tóc lên cho nó gọn, thiệt là gọn á, chứ không là tóc của mình nó cúi cúi xuống á, nó va vào trong đồ ăn á, nó dơ tóc á các bạn. Có mì 3 đồng mấy 4 đồng mà ăn dở quá. Mấy cái gói mì mà Hảo Hảo của mình á, nó nhỏ thì nó có 98 cent thôi, nhưng mà ăn nó ngon. Cái mì sợi mì nó dai, còn sợi mì này bở. Hồi nãy có một cái bịch rau á các bạn, nó còn có mấy rau nhỏ này nè, ăn có rau nó sực sực, đỡ ngán. Bắp ăn xong rồi các bạn, bây giờ biết làm gì không? Tìm cà phê uống. Ta-da! Cà phê phố. Bắp rất là thích cà phê phố. Đây, chỉ có một gói thôi. Ở trong nhà bằng đồ. Tại vì bằng áo sơ mi là một hồi nữa là có hẹn với gia đình đi chung với nhau, đi xuống nhà anh của Bắp để mà thăm cháu á, cháu anh mà cháu của Bắp mới được hơn một tháng tuổi thì chạy xuống nhà của anh để thăm cháu. Cho nên bận đồ để chuẩn bị sẵn một hồi đi thôi các bạn. Một lát nữa đi là sẽ thay cái quần jeans ra, tại vì bận cái quần jeans nó sẽ rất là khó chịu, bị mình mập mà các bạn. Mở không mà bận cái quần jeans vô cái nó bó sát người khó chịu lắm. Cho nên cứ bận cái bận đùi đi vòng vòng nhà rồi làm việc, ngồi edit video rồi làm việc trên máy tính đồ các thứ thì nó rất là thoải mái. Khi nào đi á thì mình lên mình thay cái quần thôi. Ở khúc chơi vậy là xong rồi nè, đã khúc chơi vậy là ready để đi rồi. Còn có cái ở dưới thôi, còn có cái khúc ở dưới thôi, khi nào đi thì mình mới thay. Bây giờ thì sẽ pha cà phê. Bình thường á là khi mà Bắp ăn xong rồi tầm khoảng chừng 1-2 giờ chiều Bắp mới bắt đầu uống cà phê. Tại vì mới buổi chiều nó mới bắt đầu buồn ngủ các bạn. Còn buổi sáng thì cũng mình mới vừa ngủ dậy thì cũng khá là tỉnh táo đó. Và có ở bên Mỹ thì có rất là nhiều loại cà phê, nhưng mà Bắp thích nhất là cà phê phố đây. Và một loại nữa là mẹ Bắp thích cà phê G7, nhưng mà Bắp hồi xưa Bắp thích cái kia, nhưng mà bây giờ thì Bắp không thích nữa, Bắp thích cái này. Bây giờ thì mình sẽ pha cà phê nha. Các bạn biết sao không? Cái nư uống cà phê cũng lạ lắm, phải uống đúng cái ly mà mình thích. Bắp đang dùng cái chế độ mà nó tự auto zoom á, khi mà có cái gì nó sẽ zoom và nó sẽ mờ vòng vòng của điện thoại mới á các bạn, thì mình thử mình xài coi nó sao á. Đó thì đây là cái ly mà Bắp phải, nói chung uống cà phê thì sẽ uống cái sử dụng cái ly này đó, ngựa lắm. Và sử dụng cái muỗng này, Bắp cực kỳ thích cái muỗng này luôn á. Đó, nó rất là nó kiểu như nó nặng á, khi mà mình quậy á thì mọi thứ nó sẽ tan rất là nhanh. Mà hồi đợt á là nhà Bắp có cái muỗng giống như vậy, không biết ai mua nữa nhưng mà Bắp rất là thích. Cái sau á là ai giục mất cái muỗng này mất tiêu rồi các bạn làm mất, cái Bắp phải đi kiếm. Nhưng mà đi kiếm á thì ở ngoài chợ nó có mấy cái muỗng to lắm,
và nó nặng. Để ăn cơm của kiểu người Hàn Quốc á, không có tìm được cái muỗng nhỏ uống cà phê giống như vậy. Nếu mà có thì nó rất là ngắn và nó cũng không có đủ cái độ nặng nữa. Cái hồi đợt bắp đi lên Austin ở với Tina, xong rồi đi vô chợ H-Mart, chợ của Hàn Quốc á, sau đó mới phát hiện ra là trong đó có bán bắp mua cho hai cặp là bốn cái muỗng, lấy nó xuống để dưới đây một cái để mình xài lỡ mất mình còn ba cái còn lại, kiểu như thích tới mức độ như vậy luôn á các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua chiên và ngồi pha cà phê nha. Pha cà phê, bắp đi rót nước lạnh trước. Bây giờ bắp sẽ đổ nước nóng vào trong đây đấy, mình qua bên đây đi, bên đây cho nó sáng. Sau đó thì bắp sẽ bỏ cà phê vào, thì giống mình đang quảng cáo cho hãng cà phê. Mình hôm nay sẽ nói chuyện về nỗi đau thầm kín, là chuyện lên cân, chuyện tăng cân quá khổ, quậy lên. Ủa chết rồi, bắp lại kiểu như vừa nói chuyện vừa làm cà phê. Bình thường bắp không có đổ nhiều nước như vậy đâu, bắp chỉ đổ có nhiêu đây thôi. Để biết chi không, bắp bỏ thêm sữa nữa, sữa almond milk. Hồi xưa nếu mà các bạn theo dõi bắp lâu á thì các bạn sẽ biết là bắp cực kỳ thích nước, uống nước lạnh luôn. Nước mà ê, cái mùi của bắp ăn xong rồi nè các bạn, nó vẫn còn màu dễ thương không? Cái màu hồi được mình sắm á, mình phun lên á, để cái đầu này giống bà già quá à. Thả ra nha. Để từ từ, để bắp bỏ đổ sữa vô trong đây đã. Đây là sữa almond milk, chỉ có 30 calories thôi, không béo và cũng không có mập lắm. Để pha vô trong cà phê uống á thì nó sẽ thơm, sẽ có một độ béo nhất định của sữa, nhưng nó không có ngấy và nó cũng không làm chúng ta quá mập. Bởi vì những cái sữa bình thường á là một cup là tầm khoảng chừng một ly như vậy nè, tới 130 cho đến 160 calories, trong khi cái sữa almond milk này á một cup cũng cỡ nhiêu đó và nó cũng béo, nó cũng thơm, nhưng mà nó chỉ có 30 calories thôi. Chắc chắn nó sẽ không béo bằng những cái loại sữa khác, nhưng mà nó có cái mùi thơm thơm á các bạn. Nếu như mà mình vẫn muốn sữa và lành mạnh thì đây, không biết là nó có xưng được hết không đó. Và đây là cái công thức pha sữa của bắp, vậy thôi đó các bạn. Mỗi lần uống cà phê sữa là chỉ có vậy thôi, là một thói quen của mỗi ngày luôn. Bây giờ thì mình sẽ xả tóc ra nhìn cho nó bớt ngố. Tóc của bắp nó còn ướt, mình sáng mới vừa gội đầu, tóc chưa khô nữa. Không, bỏ tóc ra nhìn nó bớt ngu rồi nè. Đây, bây giờ thì sẽ uống cà phê nha. Nó rất là thơm, béo vừa phải, cực kỳ thích luôn các bạn, cực kỳ thích luôn á. Từ khi mà tự pha cà phê ở nhà uống là ngoài bắp ít khi ra ngoài uống cà phê, uống Starbucks là nghỉ uống luôn. Bởi vì nhiều khi mình uống cho vui thôi chứ thực ra không có thấy nó ngon. Sao nhìn mặt bắp nó bị kiểu như ánh sáng, nó sao nó nhợt nhạt đúng không các bạn? Để xí nha. Thôi bắp chả biết nữa, kệ nó đi. Tại vì nhiều khi quay bằng cái iPhone bắp cứ thấy cái màu nó sao á. Kệ đi, từ từ mình sẽ tìm cách để mình khắc phục lại sau. Quay trở lại chuyện cà phê thì các bạn thấy hôm nay bắp nhẹ nhàng không đó. Có nhiều bữa đa nhân cách lắm các bạn, nhẹ nhàng như vậy á, giống như là người không có năng lượng vậy á. Nhưng mà con người mà lúc cũng phải có lúc lên lúc xuống, chứ đâu phải lúc nào người mình cũng tràn đầy năng lượng đâu. Những lúc mà không có năng lượng giống như thế này không phải là buồn hay gì hết, mà chỉ là cái người của mình nó như vậy thôi các bạn, chứ không phải là do bắp buồn vậy đâu nha. Chỉ là đang chill á, thực sự là đang cảm thấy rất là thư giãn nè. Và ngày hôm nay là ngày chủ nhật, nó khá là nhẹ nhàng. Bình thường thì ngày cuối tuần bắp vẫn làm việc thôi, thứ 7 về chủ nhật bắp vẫn edit video nè, xem kịch bản nè, học kịch bản để làm cho bên YouTube á. Nhưng mà đó là một cái công việc mà cũng như là một cái sở thích, thành ra hai cái nó rất khó để tách biệt. Giống như là nếu mà người ta có một công việc riêng và một cái sở thích riêng thì cái ngày nghỉ người ta sẽ tập trung làm cái việc cái sở thích, còn ngày đi làm thì sẽ tập trung làm. Còn riêng về bắp á, thì cái việc mà làm YouTuber thì cũng vừa là công việc và cũng vừa là sở thích, thành ra nhiều khi mình cứ rảnh là mình làm, mình rảnh là mình làm thôi. Các bạn thấy bắp vậy chứ bắp không có nhiều bạn đâu, chỉ có ở nhà với gia đình và sau đó là đi chơi với anh Hảo rồi các thứ thôi, chứ ít bạn lắm. Rồi có nhiều người người ta biết á, người ta cũng ngạc nhiên kêu ủa ai cũng mà đa phần ai cũng vậy nha các bạn. Sau khi biết là bắp ít bạn á, kiểu nghĩ là bắp sẽ nhiều bạn lắm, tại vì thấy hoạt ngôn, nói chuyện líu la líu lo vậy, chứ bình thường ở ngoài bắp ít nói lắm. Người ta cũng ngạc nhiên là sao ủa sao thấy bắp vậy mà ít bạn vậy. Thực ra là đa phần toàn thời gian là mình làm việc thôi. Và các bạn hay thấy bắp nói là trời ơi bận quá, không có thời gian kiểm tra comment của các bạn hoặc là trả lời tin nhắn. Mong các bạn thông cảm, thì thực ra là bận thật á các bạn. Mỗi lần mà edit video là
7-8 tiếng là bình thường á. Rồi mình quay á, mình tập trung mình quay thì mình đâu có đụng tới điện thoại, edit video là cũng sử dụng trên máy tính hết. Thì có nhiều bạn, các bạn đi làm các bạn sẽ hiểu, khi mà mình đi vào trong cái guồng quay công việc rồi á, và mình đi vào trong cái thời khóa biểu bận rộn của mình á, thì thời gian nó sẽ trôi qua rất 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 là nhanh luôn á. Cho nên ngày hôm qua khi mà Bắp nói trong video là Bắp vừa đùa, nhưng mà Bắp cũng nói thiệt á các bạn, tại vì Bắp nhớ là Bắp mới vừa đăng video đây thôi ở trên kênh gia đình của mình nè, tới khi nhìn là u cha ơi, mười mấy ngày rồi, không ngờ luôn. Bởi vậy bình thường hay nghe người lớn nói chuyện kêu trời ơi trời, mới đây mà giờ nhìn lại con của mình lớn hết trơn rồi. Nhiều khi nói chuyện với ba mẹ, xong rồi ba mẹ nhìn lại nó, ủa bé năm nay gần 30 rồi hả con. Tại vì tính bé trên trong nhà cứ bé hoài với mọi người vậy đó. Hôm nay nói chuyện hơi deep deep xí nha các bạn, thời gian thấm thoát thôi đưa, cho nên nhiều khi mình cứ trân trọng những người xung quanh của mình, yêu thương mọi người xung quanh. Quay lại cái việc mà uống Starbucks thì dạo này Bắp cũng bỏ Starbucks rồi, không uống nữa. Nhiều khi thấy nó không có ngon, bị nó pha ngọt quá. Với trà sữa nữa, dạo này cũng không ghiền trà sữa nữa. Người ta đang xuống ký nha các bạn, mặc dù là Bắp kiểu ra là mập lắm luôn. Bắp đang trong cái thời kỳ là nặng nhất từ xưa cho tới bây giờ, chưa bao giờ nặng như vậy á. Nhưng mà Bắp xuống được 1,5 kg rồi, 55 kg. Nói chung về cái việc cân nặng, về cái việc tuổi tác thì Bắp thấy cũng chả có gì là phải giấu cả. Mình mập thì mọi người cũng thấy mình mập, thì mình khai số ký đó mọi người cũng biết thôi. Cái tạ người của Bắp á là có 1m56 thôi, là nó khá là lùn á. Mà 55 kg là các bạn sẽ thấy giống như là con heo. Nhưng mà các bạn thấy không, cùm tay của Bắp nè, và cùm chân nó cũng vẫn rất là nhỏ. Là cái tạ người của Bắp á là mập cái mông và mập cái đùi, thành ra cái đùi nó rất là to á. Giống như nãy Bắp nói với các bạn, bự quần jean vô cái nó ôm vô lại á. Thì là Bắp nói thiệt luôn á. Bởi vì cái tạ người của Bắp là như vậy. Với lại Bắp cũng có đi tập gym. Hồi xưa là anh Hảo cũng níu kéo, năn nỉ kêu Bắp đi tập thì Bắp cũng có đi tập. Khi mà Bắp tập thì Bắp rất là thích tập chân. Mà hình như là đa phần con gái là thích tập chân, là tập mông, tập đùi á. Tại vì khi mà mình tập mình thấy cái cơ nó lên mình thích lắm. Thì một phần á, là cân nặng nó cũng vô cơ và nó cũng vô những cái chỗ đó nữa. Cho nên phân bố mỡ nó cũng bớt thấy gồ ghề lên trên, cho nên cái phần vai và phần tay. Nhưng thật sự là đối với Bắp cái việc cân nặng thì Bắp cũng biết là Bắp sẽ lên cân khá là nhiều khi mà Bắp ăn và để cái mồm đi chơi xa như vậy. Trong cái khoảng thời gian đi lên Austin ăn uống với Tina là xả ga luôn, là phải nói là Bắp xả luôn á, để ăn thoải mái không có kiêng gì hết. Nhưng mà khi quay về thì bây giờ là Bắp đang trong trạng thái là kiêng ăn. Kiêng là không phải là mình nhịn ăn luôn, nhưng mà vẫn ăn, nhưng mà tém tém cái mồm lại để cho mình ăn vừa phải thôi, đừng có ăn quá. Giống như mấy bữa đó, Bắp đi ăn với anh Hảo là Bắp ăn dữ lắm. Nếu mà ngày hôm qua đi ăn là Bắp phải ăn 3-4 chén cơm á các bạn. Nói thì bình thường là Bắp để mồm Bắp đi chơi xa như vậy đó, nó đi mình không biết đường về luôn. Nhưng mà ngày hôm qua thì Bắp ăn một chén không hết luôn, một chén cơm không hết. Đó là gì? Bắp đang trong thời gian kiêng lại. Giống như về cái vụ sữa, Bắp nói với các bạn á, là ngày xưa sữa thì Bắp cứ uống mấy cái loại sữa béo gì á, trà sữa chân trâu đường đen mà còn không ngán nữa, thì ngán cái loại sữa nào hả các bạn. Nhưng mà bây giờ thì kiêng rồi. Tự nhiên cái thực sự là cái quá trình mà mình đang ăn xả láng như vậy, mình đã quen với cái mức ăn như vậy và mình quen với cái cảm giác thỏa mãn cơn thèm của mình, thì cái giai đoạn mà quay trở lại giảm cân á, quay trở lại và mình ăn ít lại á, thì trời ơi nó khó khăn nhất là mấy cái bữa đầu thôi. Nhưng mà khi mình vượt qua được một tuần đầu rồi á, thì sau đó là bắt đầu đi theo nền nếp và mình cứ ăn với cái chế độ như vậy thì cái số cân của mình nó sẽ xuống đều đều đều, cộng thêm đi tập thể dục nữa thì nó sẽ xuống nhanh hơn. Cho nên hồi bữa Bắp nói với các bạn là Bắp 123 pound là tầm 55 kg, bây giờ Bắp xuống được khoảng chừng 3.5 pound là cỡ 1.5 kg. Dạ, xuống cỡ 1.5 kg rồi đó các bạn. Cho nên Bắp hay nói là trời ơi, xuống cân với lên cân nó cũng dễ mà. Muốn lên cân thì ăn nhiều lên, còn muốn xuống cân thì đừng ăn nữa thì nó sẽ xuống thôi. Nhưng mà mình cũng phải để cho có thời gian để mình xuống chứ. Tại vì cái quá trình mà mình ăn, các bạn tưởng tượng đi, cái đây là tâm sự với những bạn mà muốn giảm cân luôn á, là tụi mình ăn ủi nhau á. Các bạn tưởng tượng đi, mình cũng phải bỏ ra thời gian mấy chục năm để mình ăn được cái cân nặng như bây giờ, thì đâu thể nào một sớm một chiều mà bắt xuống là xuống liền được. Cho nên mình cứ xuống từ từ, mỗi ngày xuống một ít. Nhiều khi cái cân mình bị chững thì cũng đừng lo các bạn, mình vẫn cứ tập thể dục, đi bộ cho khỏe khoắn nè. Đừng có quan tâm cân nặng nhiều quá, chỉ cần là mình đừng có mập quá thôi. Tại vì á, mập á là không phải là sự xấu hay gì, mà là bởi vì sợ sức khỏe. Thì nhiều khi mình quá cái số ký mà mình nên có thì mình sẽ bị nhiều cái bệnh, giống như là gan nhiễm mỡ nè, rồi cơ thể của mình mau mệt mỏi, không có được năng động.
thì mình cảm thấy cái việc đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thì mình sẽ quyết định giảm cân để cho mình khỏe mạnh hơn. Chứ thực ra mà nói á, cái mặt của bắp á, ngày xưa á, là cái năm mà 2017-2018 á, là gầy cực kỳ luôn. Lúc đó bắp có 44kg thôi các bạn. Bây giờ là 55kg nha. Chuông chà, hơn 11kg. Thì cái lúc đó hả, nhìn cái mặt nó hốc hác lắm kìa. Bắp coi lại mấy cái video cũ á, thì gầy, cái gương mặt nó có góc cạnh thật nhưng mà nó hốc hác lắm. Có nhiều cái tấm hình mặc dù đã dùng filter rồi nhưng mà vẫn thấy cái mặt nó bị tót teo lại á. Cho nên nếu mà có xuống thì bắp cũng không có xuống dữ như vậy đâu, bởi vì cảm thấy nó không có được khỏe mạnh. Và đặc biệt á, là trong khoảng thời gian đó bắp bị bệnh rất là nhiều. Vừa mới hết bệnh cảm là quay qua bệnh khác, là bệnh liên tục luôn. Nó dập vô liên tục luôn. Thì cũng có thể là do bệnh cho nên mới xuống ký như vậy, mà cũng có thể là do mình bị gầy quá mức á, cho nên mình không có đủ chất dinh dưỡng cho nên mình hay bị bệnh. Thì có thể là hai cái đó bắp chả biết nữa. Nhưng mà từ khi mà bắp ăn được ngủ được á, thì cảm thấy cuộc đời nó rất là tươi đẹp các bạn. Chỉ có hơi mập thôi, bận rồi nó hơi chật thôi. Nhưng mà không sao, như bắp nói á, mình đừng có stress quá, mình đừng có tâm lý đặt nặng vấn đề là phải xuống cân. Mình cứ bình tĩnh đi, bình thường thôi, thì tự nhiên mình sẽ đạt được những điều mà mình đã lên kế hoạch. Hôm nay điềm đạm quá, sợ các bạn coi các bạn không quen á. Thực ra là bình thường, đại đa số bình thường bắp sẽ điềm đạm như vậy. Những khi mà bắp kiểu hay hoặc là làm về những cái chủ đề gì đó mà nó tăng động quá thì bắp cũng sẽ rất là tăng động và rất là giàu năng lượng. Nhưng mà bình thường thì con người mình nó như vậy thôi các bạn à. Chứ lúc nào cũng tăng động là giống như con điên rồi, chứ không phải được bình thường nữa. Nói chuyện một hồi là chả biết mình đang nói cái gì nữa. Bây giờ quay trở lại á, là cái chủ đề là ngày xưa á, các bạn cũng biết là bắp uống nước đá dữ lắm. Thậm chí uống nước lạnh không bao giờ là uống cái này đâu nha các bạn. Bởi vì khi mà bắp uống nước nóng nè, uống nước một ly nước nóng là bắp sẽ cảm thấy mắc ói. Hoặc là uống nước mà nước đóng chai mà nước nhiệt độ phòng như vậy nè, cũng là cảm thấy nó vô vị lắm. Cuộc đời nó rất là tẻ nhạt khi mà thiếu nước đá. Và cái lúc nào là cũng phải có nước đá ở bên cạnh. Uống nước á là cũng phải đá mình lạnh ơi là lạnh luôn. Nhưng mà sau á là bắp đọc truyện á, bắp bị bệnh nhiều quá, thực sự là tác quyền bắp mua quá trời luôn. Mỗi lượt bắp bạn tác quyền là bắp mua quá trời mua luôn á, mà đâu có đọc kịp đâu. Tại vì bắp tính là mỗi ngày mình cố gắng ra video rồi mình ra đều được các thứ á, thì sẽ kịp tiến độ. Thì tới đây thì mình bàn trước thôi, mình khỏi phải gấp á, thì nó lại chậm tiến độ hơn so với dự định. Lúc bị bệnh nè, hoặc là bận công việc, cho nên thành ra có nhiều khi là đăng ít, với lại nhiều khi là phải nghỉ đăng để dưỡng cho cái giọng của mình nó lành lại rồi mình mới làm tiếp được. Thì sau á, bỏ luôn, từ từ bỏ nước đá luôn các bạn, không uống nước đá nữa. Bởi vì mỗi khi mình uống nước đá vô, nước đá nó chạy qua cái cổ họng á, mà cơ thể nhiệt độ của mình là bình thường mà, nước lạnh nó chạy qua. Mà đã vậy bắp còn hay hoạt động cổ họng nhiều á, bắp đọc truyện rồi nói chuyện nhiều á, hành hạ bản thân mình quá, mình cảm thấy là mình cơ thể của mình là một cái máy để cho mình đi làm để mình kiếm tiền, nhưng mà mình lại không, kiểu như là mình không có chăm sóc cho cỗ máy đó tốt quá, thì ra bắp mới bỏ nước đá luôn. Cứ thôi ráng chịu thử một thời gian đầu đi, rồi sau á thì mình sẽ không có bị khó chịu nữa. Với lại các bạn cũng khuyên là trời ơi bắp ơi được bớt uống nước đá đi, thì bắp cũng nghe lời các bạn đó nha các bạn. Bớt uống nước đá rồi cái sau á là quen luôn. Uống nước thì cũng chỉ uống nước nhiệt độ để ở ngoài bình thường thôi, thỉnh thoảng còn có uống nước ấm nữa. Nhiều khi trước khi bắp đọc truyện và sau khi bắp đọc truyện thì bắp sẽ uống một ly nước ấm. Rồi sau quen luôn các bạn. Hồi xưa uống cà phê á, là bắp phải pha hai cái gói này. Cái chỉ tiêu pha là hai gói này, một cái ly sữa như thế này và thêm đá. Nhưng mà sau bắp không uống đá luôn, cho nên bắp chỉ pha có một gói thôi. Bởi vì nếu mà có đá thì nó lạc ra, tại không có đá thì mình pha một gói thôi. Và cứ uống như vậy thôi. Tại vì cà phê khi mà mình bỏ nước nóng vô, mình quậy lên cho nó tan, rồi mình bỏ cái sữa trong tủ lạnh nó lạnh á, nó pha với cái nước nóng của cà phê, thì một hồi nó cũng ra cái nước nó không có ấm mà nó cũng không có lạnh, nó vừa. Cứ vậy uống thôi. Và khi uống như vậy bắp lại cảm nhận được là cái vị nó lại ngon hơn khi mình uống đá. Bởi vì có đá thì nó tan ra. Chả hiểu nữa. Nói chung là bây giờ thích nghi với cái việc là không có đá rồi các bạn. Trong một buổi nói chuyện là bắp uống hết một ly cà phê các bạn. Uống cà phê nhanh như người ta uống nước gì á. Người ta uống nhâm nhi, nhiều khi ly này người ta uống tới chiều luôn á. Bắp uống xíu là phải hết, không có để tới chiều được. Đặc biệt cà phê mà có đá, mà uống từ từ thì đá nó tan ra đâu còn gì ngon nữa. Mà có đá hay không đá thì bắp uống cà phê cũng như nước lã gì. Ai cũng nói uống cà phê như nước lã, uống xíu hết rồi.
100%, sữa tươi nguyên chất 100%. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay là Bắp muốn quay lại một cái ngày nhẹ nhàng thôi. À, hồi nãy Bắp cũng muốn quay lại để cho các bạn thấy là cái hiệu mì đó như thế nào, thì ăn nó dở ẹ cả các bạn. Cho nên nếu mà thấy thì đừng mua, tại vì ăn nó bở lắm. Cái nước ok nhưng mà cái sợi mì nó rất là dở. Với lại sẵn đây thì cũng tâm sự nói chuyện với các bạn. À, ngày hôm qua khi mà Bắp đăng video thì có nhiều bạn nói là những cái video mà Bắp quay trước thì cái Bắp ráng edit đi. Thì Bắp sẽ ráng edit, các bạn mới sẽ tìm cách để Bắp cho mình nguồn động lực để có thể tiếp tục edit những cái video đó mà Bắp chưa biết là Bắp phải edit làm sao nữa. Trời ơi là trời. Nhưng mà hôm nay thì cứ đăng video này trước đi ha. Sắp tới thì Bắp nghĩ là Bắp sẽ đăng những cái video nói chuyện giống như thế này nhiều hơn. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có những cái bộ phim hay là những cái chủ đề nào đó mà Bắp muốn tâm sự nói chuyện với các bạn, mình nêu lên suy nghĩ của cá nhân mình á, thì Bắp sẽ quay video như thế này để tâm sự cùng các bạn nè. À, nói chung là có nhiều chủ đề lắm các bạn, thì Bắp phải ngồi xuống Bắp viết ra dàn ý. Chứ Bắp cũng không viết ra dàn ý là nói chuyện y như ngày hôm nay vậy đó. Nó rất là lan bang, nói một hồi không biết là nói đi đâu luôn á. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp tạm dừng video tại đây nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Lucky, oh, oh, 운명이랍니다.